Những điều ít ai biết về mối quan hệ 15 năm không thể sống thiếu nhau của Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ. Chặng đường tình cảm 15 năm qua của hai giọng ca nổi tiếng làng giải trí Việt đã để lại cho công chúng nhiều tò mò, tranh cãi và nghi vấn. Những ngày gần đây, tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ lại trở thành đề tài hâm nóng showbiz Việt. Không phải vì họ có sản phẩm âm nhạc gì mới, chất lượng mà cặp đôi giám khảo tuyệt đỉnh song ca trở thành tâm điểm lại là do úp mở chuyện yêu đương. Nói là lại, bởi công chúng hẳn chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu, cả hai mang câu chuyện yêu đương, giới tính ra làm mồi câu sự chú ý của khán giả. Lần này, thay vì úp mở yêu nhau trên báo chí, ông Hoàng Nhạc Việt tung hẳn một tấm thiệp na ná thiệp cưới với những chia sẻ mập mờ như Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ 14 năm 9 tháng, rồi cả tấm hình chụp chung tình tứ như đôi tình nhân đang đắm say trong men yêu ngọt ngào. Những điều này khiến phần lớn khán giả đặt nghi vấn về đám cưới của cặp đôi chiêu trò này. Tuy nhiên, một lần nữa, người hâm mộ lại bị qua mặt. Trả lời về vấn đề này trên báo, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, mình phải có cái gì đó mới mẻ thu hút được khán giả. Từ lúc tấm thiệp được chia sẻ, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi về vấn đề này. Nhưng chúng ta phải tuân thủ theo luật chơi của tôi về ekip đặt ra, cứ chờ đúng thời điểm ắt sẽ biết. Trong khi đó, người tình tin đồn của Mr. Đàm lại tung ngay một đoạn livestream trò chuyện với khán giả để phủ nhận thông tin kết hôn. Đó không phải là thiệp cưới, chưa có luật lệ nào cho hai người đồng giới cưới nhau tại Việt Nam. Em trai danh hài Hoài Linh cũng không quên nhấn mạnh về mối quan hệ giữa anh và Mr. Đàm. Theo đó, nếu không có Đàm Vĩnh Hưng thì không có Dương Triệu Vũ. Cả hai vừa là bạn, vừa là tri kỷ, là người mà không phải ai cũng có được trong cuộc sống này. Dương Triệu Vũ sinh năm 1984 tại Khánh Hòa. Năm 9 tuổi, anh theo gia đình sang định cư tại Mỹ. Năm 2004, Dương Triệu Vũ trở thành ca sĩ của Trung tâm Ca nhạc Thúy Nga. Tuy gặt hái được nhiều thành công tại thị trường hải ngoại, song anh quyết định về Việt Nam tiếp tục con đường nghệ thuật vào năm 2010. Khi về nước, nếu không có sự giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng và anh trai Hoài Linh, thì có lẽ cái tên Dương Triệu Vũ không được đến gần với khán giả như bây giờ. Tuy nhiên, thay vì nổi lên nhờ những bản hit, những dự án âm nhạc ấn tượng, nam ca sĩ sinh năm 1984 được khán giả nhớ tên chủ yếu vào việc mập mờ trong mối quan hệ với Mr. Đàm và Hoài Linh. Có một thời, dư luận nói ra nói vào về mối quan hệ của ông Hoàng Nhạc Việt và hai anh em nghệ sĩ. Đáp trả lại những xì xèo đó, cả ba gây sốc khi thực hiện bộ ảnh trong đó Hoài Linh là cô dâu của Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ làm chú rể. Những người thường xuyên dõi theo cặp đôi này hẳn cũng chưa quên khi nói về căn biệt thự của mình. Cựu giám khảo The Voice khẳng định anh và em trai Hoài Linh từng sống chung. Cả hai cũng là những nam đồng nghiệp hiếm hoi trong showbiz Việt, dám thể hiện tình cảm một cách công khai với nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Khi thì giọng ca say tình, đút cho đàn em ăn. Khi thì tình tứ tặng những cầu hôn trên sân khấu. Cũng chưa một lần cả hai thẳng thắn nói về mối quan hệ của mình, họ đều chọn cách người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dạy nửa mừng nửa lo. Ví như Dương Triệu Vũ, trong một bài phỏng vấn trên báo, anh khẳng định mối quan hệ của mình với Mr. Đàm là tình yêu. Nam ca sĩ cũng không ngại nhắc lại điều này lên trang cá nhân. Vũ yêu nhạc, yêu phim, yêu hoa, yêu đời và còn nhiều thứ nữa. Tình yêu cũng có nhiều mức độ lắm và đối với anh Hưng thì cũng có thể gọi là tình yêu. Thế nhưng, ngay khi những phát biểu của Dương Triệu Vũ đến tai mình, người anh thân thiết của Hồ Ngọc Hà lại nhanh chóng phủ nhận và cho rằng Dương Triệu Vũ đã nói với anh đó chỉ là đùa vui và mọi người mắc lừa. Giữa chúng tôi không có tình yêu, người tôi yêu là khác, Dương Triệu Vũ cũng không phải là mối tình lớn của tôi, Đàm Vĩnh Hưng nói. Đặc biệt, cặp đôi này chưa bao giờ quên dành cho nhau những lời có cánh. Nếu Dương Triệu Vũ tuyên bố sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng, thì giọng ca sinh năm 1971 nhất định phải khiến kẻ làm tổn thương đàn em phải trả giá đắt mới chịu. Khán giả cũng từng phải đặt câu hỏi lớn khi Mr. Đàm được dân Việt hỏi về người tình bí ẩn. Thời điểm này, tôi chỉ có thể tiết lộ rằng người yêu tôi vẫn đang hiện diện hàng ngày, có khi rất gần các bạn nhưng chưa ai phát giác được. Chúng tôi đã yêu nhau trước mắt mọi người nhưng không ai nhận ra được. Hai đứa đang cảm thấy rất thỏa mãn với trò chơi này, nghe có vẻ rất nguy hiểm nhưng cực vui và kích thích. Hồi giữa tháng 4, 2017, Mr. Đàm còn phấn khởi khoe lên trang cá nhân một chiếc nhẫn kim cương lớn, sáng lấp lánh và được đính kết tỉ mỉ và tiết lộ đó là món quà của nam ca sĩ họ Dương dành tặng cho anh. Còn trong đoạn livestream mới đây, Dương Triệu Vũ thẳng thắn tiết lộ, sau 15 năm quen biết, trải qua nhiều giai đoạn với cả những điều tốt xấu, hiện tại
cả anh và Mr. Đàm đều không thể sống thiếu người kia. Giọng ca Như Chia Hề Chia Tay chia sẻ với khán giả về bữa tiệc sắp tới như một lời tri ân đến những người đã ủng hộ anh và người anh thân thiết. Đó là một bữa tiệc tổ chức với tất cả sự chân thành của cặp đôi, được dự đoán sẽ khiến công chúng phải thấp thỏm nhiều lần nữa. Liệu giữa hai nam ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt tồn tại một thứ tình cảm đáng trân trọng hay tất cả chỉ là chiêu trò để thu hút sự chú ý của dư luận khi mà showbiz ngày càng bị bóc phốt nhiều điều không tưởng? Bố đơn thân nuôi hai con bị bệnh teo não, đi thi hát khiến Trấn Thành, Cẩm Ly ngưỡng mộ và bật khóc. Thí sinh Hữu Nghị khiến cho giám khảo Trấn Thành, Cẩm Ly, Chí Thiện rất xúc động khi cất giọng hát và chia sẻ câu chuyện cuộc đời trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Tối 10 tháng 5, tập 3 chương trình Hát Mãi Ước Mơ tiếp tục được lên sóng truyền hình. Trong tập này, ngoài hai giám khảo xuyên suốt là Cẩm Ly và Trấn Thành, ca sĩ Chí Thiện cũng xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời. Trong 8 tiết mục dự thi ở vòng đầu tiên, phần thể hiện ca khúc Gà Trống Nuôi Con và câu chuyện cuộc đời của ông bố đơn thân Hữu Nghị đã lấy nước mắt của cả giám khảo lẫn khán giả có mặt tại trường quay. Được biết anh Nghị cùng vợ từng khát khao có một mái ấm êm đềm hạnh phúc, nhưng khi hai đứa con trai của anh lần lượt ra đời và mắc căn bệnh teo não hiếm gặp, cuộc sống của người đàn ông này trở nên khó khăn, nặng nề hơn. Trong clip chia sẻ, anh Nghị tâm sự từng khóc hết nước mắt, than trách cuộc đời quá bất công để anh phải chịu cảnh đau đớn tuyệt vọng trong suy nghĩ đã đành. Buồn hơn là khi anh bị người đời khinh khi, dè biểu. Họ miệt thị anh vì ăn ở không tốt nên mới ra nông nỗi đó. Những thanh niên không hiểu chuyện còn nhiều lần ức hiếp, đánh đập anh nhiều trận như tử. Dù sống trong tuổi hờn, nhưng anh Nghị vẫn không tiếc công sức, tiền bạc dồn để chữa trị cho con. Cuộc sống sẽ có thêm niềm tin nếu giữa cơn giông tố hai vợ chồng cùng đồng lòng bên nhau. Nhưng đời vốn dĩ không như là mơ, vợ của anh vì không chịu nổi nghịch cảnh này nên đã dứt áo ra đi và bỏ lại hai con bệnh tật bên cạnh người cha khốn khổ. Câu nói, tôi sống với anh đến đây tình nghĩa đã không còn, của vợ khiến ruột gan anh Nghị như thắt lại. Rồi trong đầu anh lại luôn văng vẳng suy nghĩ, con tật nguyền, mẹ bỏ đi rồi, cha bỏ đi nữa sao đành tâm, liệu làm như thế có vui, có thanh thản nổi không? Còn lại một mình, anh phải lầm lũi chăm sóc cho hai đứa con bệnh tật. Lúc nhỏ thì đỡ cực hơn, càng lớn hai đứa càng quậy phá, khi nổi nóng lại trở nên hung dữ, đánh cả anh, khiến nỗi cực nhọc trên đôi vai anh càng thêm chịu nặng. Dù lắm khi mệt mỏi, nhưng anh không muốn nhốt con vì anh sợ chúng sẽ bệnh tự kỷ rồi bệnh tật lại càng trầm trọng hơn. Cuộc sống của anh lênh đênh không lối thoát, niềm vui duy nhất trong cuộc sống chính là khi anh hát. Bọn nhỏ tỏ ra rất vui, tính cách dịu lại và đó là những khoảnh khắc quý giá hiếm hoi của ba cha con. Đến với Hát Mãi Ước Mơ, anh chia sẻ mình muốn hát cho hai đứa nhỏ, hát bằng niềm tin và nghị lực. Anh chọn bài hát Gà Trống Nuôi Con của tác giả Phi Bằng như thay lời muốn tâm sự của trái tim vốn nhiều nỗi đau thương chằng chịt. Câu hát đầu tiên cất lên ngay lập tức khiến ban giám khảo nhiều người có mặt trong khán phòng bật khóc nức nở. Ngay sau tiết mục, Trấn Thành, Cẩm Ly lao ngay lên sân khấu ôm chặt lấy anh, bắt tay đầy tình cảm. Cả hai bày tỏ sự nể phục trước tấm gương về tình phụ tử thiêng liêng. Trong phần chia sẻ, Cẩm Ly nghẹn ngào nói: trước nay chỉ nghe cha bỏ con, mẹ không bao giờ bỏ con hết, mà anh lại làm được những điều phi thường. Sau vòng thi đầu tiên, thí sinh Hữu Nghị tiếp tục vượt qua hai vòng thi chinh phục và tỏa sáng để nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng của chương trình. Harry Won đã vỗ béo Trấn Thành, từ cầm V-Line thành mặt nọng như thế nào? Vốn nổi tiếng với bản tính ham ăn, Harry Won đã vỗ béo Trấn Thành tăng cân chóng mặt sau 4 tháng kết hôn. Trấn Thành thuở chưa nổi tiếng, vốn sở hữu thân hình thừa cân, nhưng anh đã tích cực giảm cân để có ngoại hình điển trai như hiện tại. Nam danh hài tuy chưa có được cơ bụng 6 múi, nhưng thân hình khá rắn chắc với kiểu người mình dây. Thế nhưng chỉ sau một thời gian yêu Harry Won, anh đã phải than vãn mặt vờ lai bụng vờ ly. Có thể thấy trước đám cưới, nam MC đã tăng cân khá đáng kể. Mặc bộ đồ màu trắng, Trấn Thành lộ rõ cặp má phúng phính. Nguyên nhân là bởi Harry Won là một cô nàng thần ăn, giọng ca anh cứ đi từng bị dìm hàng nhiều lần vì thói ham ăn cực dễ thương của mình.
Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi ăn. Trấn Thành từng chia sẻ anh rất đau khổ vì không biết có nên tiếp tục ăn hay dừng lại. Facebook của nam danh hài cũng ngập tràn hình ảnh đồ ăn. Anh cũng từng thổ lộ sau khi cưới, Harry Won giảm cân còn anh tăng đến 4kg. Đường nét trên khuôn mặt nam danh hài cũng càng ngày bớt góc cạnh đi. Trấn Thành cũng phải chọn gấp chụp chu môi để không lộ đôi má ngày càng phúng phính vì được vợ vỗ béo. Ở góc ngang, Trấn Thành từ cầm V-Lai giờ đã trở thành mặt nọng. Dù vậy, nhiều fan vẫn rất thích thú trước sự thay đổi ngoại hình của cặp đôi hot hàng đầu showbiz này. Trấn Thành cũng không vì thế mà ngừng chia sẻ ngày càng mướt míp, cực dễ thương bên vợ. Harry Won thoải mái tươi cười, trong khi đó chồng cô lại phải kéo cổ áo để che chiếc cằm ngày càng tròn ra. Một hình ảnh thể hiện rõ sự chuyển giao cân nặng cực đáng yêu giữa cặp vợ chồng này. Trong một lần livestream gần đây, Trấn Thành cũng mắng vợ té tát vì tăng cân chóng mặt sau 4 tháng kết hôn, dù toàn ăn đồ thừa của vợ. Hình ảnh mới nhất của Trấn Thành và Harry Won khi đi chơi cùng nhau.